Chương 13 Thuộc nhà Minh từ năm 1414 đến 1427. Một nhỏ, việc chính trị nhà Minh. Trương phủ lấy được châu Thuận Hóa và châu Tân Bình rồi, làm sổ biên số dân đinh ở hai châu ấy, đặt quan cai trị và để quân binh ở lại phòng giữ chỗ giáp với nước Chiêm Thành. Đến tháng 8 năm Giáp Ngọ 1414, Trương phụ và Mộc Thạnh về tàu, đem những đàn bà con gái về rất nhiều. Bọn Hoàng Phúc ở lại sửa sang các việc trong nước để khiến cho người An Nam đồng hóa với người Tàu, lập ra đền miếu, bắt người mình cúng tế theo tục bên Tàu. Rồi từ cách ăn mặc cho chí sự học hành, việc gì cũng bắt theo như người Tàu cả. Còn cái gì là di tích của nước mình như là sách vở thì thu nhặt đem về Tàu hết sạch, lại đặt ra thuế lệ, bổ thêm sưu dịch để lấy tiền của, làm cho dân ta bấy giờ phải nhiều điều khổ nhục. Hai nhỏ, việc tế tự. Hoàng Phúc bắt các phủ, châu, huyện phải lập văn miếu và lập bàn thờ bách thần, xã Tắc, Sơn Xuyên, Phong Vân để bốn mùa tế tự. Ba nhỏ, cách ăn mặc. Bắt con trai con gái không được cắt tóc, đàn bà con gái chỉ phải mặc áo ngắn quần dài theo như người Tàu cả. Bốn nhỏ, sự học hành. Quan nhà Minh bắt mở nhà học ở các phủ châu huyện, rồi chọn những thầy âm dương, thầy thuốc, thầy chùa, đạo sĩ, ai giỏi nghề gì thì cho làm quan để dạy nghề ấy. Vua nhà Minh lại xuống chỉ truyền lấy ngũ kinh, tứ thư và bộ tính lý đại toàn, sai quan đưa sang ban cấp cho người An Nam học ở các châu huyện, rồi lại sai thầy tăng và đạo sĩ ở Tăng Đạo Ti. Chú thích: nhà Minh bấy giờ không những là mở mang nho học mà thôi lại lập ra Tăng Cương Ti và Đạo Kỳ Ti để coi những việc thuộc về đạo Phật và đạo Lão. Hết chú thích. Đi truyền giảng đạo Phật và đạo Lão. Còn bao nhiêu những sách vở của nước Nam từ nhà Trần về trước thì thu lấy cả rồi đem về Kim Lăng. Cứ theo sách Lịch Triều Hiến Chương Văn Tịch Chí của ông Phan Huy Chú thì những sách của nước Nam mà Tàu lấy về là những sách này: Hình Thư của vua Thái Tông nhà Lý, 3 quyển; Quốc Triều Thông Lễ của vua Thái Tông nhà Trần, 10 quyển; Hình Luật của vua Thái Tông nhà Trần, 1 quyển; Thường Lễ Niên Hiệu Kiến Trung, 10 quyển; Khóa Thư Tập, 1 quyển; Ngự Thi, 1 quyển; Di Hậu Lục của vua Thái Tông nhà Trần, 2 quyển; Cơ Cừu Lục, 1 quyển; Thi Tập, 1 quyển; Trung Hưng Thực Lục Trần Nhân Tông, 2 quyển; Thi Tập, 1 quyển; Thủy Vân Tùy Bút Trần Anh Tông, 2 quyển; Thi Tập Trần Minh Tông, 1 quyển; Trần Triều Đại Điển Trần Vũ Tông, 2 quyển; Bảo Hòa Điện Dư Bút Trần Nghệ Tông, 8 quyển; Thi Tập, 1 quyển; Binh Gia Yếu Lược Trần Hưng Đạo, 1 bộ; Vạn Kiếp Bí Truyền Trần Hưng Đạo, 1 bộ; Tứ Thư Thuyết Ước Chu Văn Trinh, 1 bộ; Tiều Ẩn Thi, 1 tập; Sầm Lâu Tập Uy Văn Vương Trần Quốc Toại, 1 quyển; Lạc Đạo Tập Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải, 1 quyển; Băng Hồ Ngọc Hát Tập Trần Nguyên Đán, 1 quyển; Giới Hiên Thi Tập Nguyễn Trung Ngạn, 1 quyển; Giáp Thạch Tập Phạm Sư Mạnh, 1 quyển; Cúc Đường Di Thảo Trần Nguyên Đào, 2 quyển; Thảo Nhàn Hiệu Tần Hồ Tôn Vũ, 1 quyển; Việt Nam Thế Chí, 1 bộ; Việt Sử Cương Mục, 1 bộ; Đại Việt Sử Ký Lê Văn Hưu, 30 quyển; Nhị Khê Thi Tập Nguyễn Phi Khanh, 1 quyển; Phi Sa Tập Hàng Thuyên, 1 quyển; Việt Điện U Linh Tập Lý Tế Xuyên, 1 quyển. Những sách ấy bây giờ không biết mất đâu cả, không thấy quyển nào nữa. Thật là một cái thiệt hại cho người nước mình. Còn những người đi học ở các phủ, châu, huyện, trước thì ở phủ mỗi năm 2 người, ở châu 2 năm 3 người, ở huyện mỗi năm 1 người, sau cải lại ở phủ mỗi năm 1 người, ở châu 3 năm 2 người, ở huyện 2 năm 1 người, được làm học trò tuế cống cho vào học quốc tử giám rồi bổ đi làm quan. Năm nhỏ, việc trạm dịch.
Từ thành Đông Quan, tức là Hà Nội, cho đến huyện Gia Lâm, phủ Từ Sơn thì đặt trạm để chạy giấy bằng ngựa. Từ huyện Chí Linh, huyện Đông Triều cho đến phủ Vạn Ninh là nơi giáp đất Khâm Châu nước Tàu thì đặt trạm chạy giấy bằng thuyền. Sáu nhỏ, việc binh lính. Việc bắt lính thì cứ theo sổ bộ mà bắt. Ở những nơi gọi là vệ sở thì mỗi một hộ phải ba xuất đinh đi lính. Nhưng từ Thanh Hóa về Nam, người ở ít thì mỗi hộ chỉ phải hai xuất đinh đi lính mà thôi. Những chỗ nào mà không có vệ sở thì lập đồn ở chỗ hiểm yếu, rồi lấy dân binh ra giữ. Bảy nhỏ, phép hộ thiếp và hoàng sách. Việc điền hộ ở An Nam bấy giờ phải theo như lệ bên Tàu. Những dân đinh trong nước thì ai cũng phải có một cái giấy biên tên tuổi và hương quán, để lúc nào có khám hỏi thì phải đưa ra. Cái giấy ấy biên theo như ở trong quyển sổ của quan giữ. Hễ giấy của ai mà không hợp như ở trong sổ thì người ấy phải bắt đi lính. Việc cai trị ở trong nước thì chia ra làm lý và giáp. Ở chỗ thành phố thì gọi là phường, ở chung quanh thành phố thì gọi là tương, ở nhà quê thì gọi là lý. Lý lại chia ra giáp. Cứ 110 hộ là một lý và 10 hộ là một giáp. Lý thì có lý trưởng, giáp thì có giáp thủ. Mỗi một năm có người làm lý trưởng coi việc trong lý. Mỗi một lý, một phường hay là một tương có một quyển sách để biên tất cả số đinh, số điền vào đấy. Còn những người tàn tật cô quả thì biên riêng ra ở sau, gọi là kỷ linh. Ở đầu quyển sách lại có cái địa đồ. Khi nào quyển sổ ấy xong rồi thì biên ra làm bốn bản. Một bản có bìa vàng cho nên gọi là hoàng sách để gửi về bộ hộ. Còn ba bản bìa xanh thì để ở bố chính ti, ở phủ và huyện, mỗi nơi một bản. Cứ 10 năm lại tùy số đinh điền hơn lên hay là kém đi thế nào, phải làm lại cái mẫu sổ khác, gửi đi cho các lý, phường và tương để cứ theo mẫu ấy mà làm. Bấy giờ lý trưởng và giáp thủ phải đập đánh cực khổ lắm. Tám nhỏ, việc thuế má. Phép nhà Minh đánh thuế cứ mỗi mẫu ruộng phải nộp 5 thăng thóc, mỗi một mẫu bãi để trồng dâu phải nộp một lạng tơ, và mỗi cân tơ phải nộp một tấm lụa. Lại đặt ra thuế muối. Dân mà nấu muối mỗi một tháng được bao nhiêu phải đưa vào để ở tòa đề cử, đợi khi nào tòa bố chính khám rồi mới được bán. Ai mà nấu lậu hay là bán lậu thì cũng phải phạt như nhau. Ở châu huyện nào cũng có một tòa thuế khóa để thu thuế. Chín nhỏ, việc sưu dịch. Phàm những chỗ nào có mỏ vàng mỏ bạc thì đặt quan ra để đốc dân phu đi khai mỏ. Những chỗ rừng núi thì bắt dân đi tìm ngà voi, sừng tê. Ở chỗ gần bể thì bắt dân phải đi mò ngọc trai. Còn những thổ sản như hồ tiêu, hương liệu cũng bắt cống nộp. Đến những hươu, voi, rùa, chim, vượn, rắn, cái gì cũng vơ vét đem về Tàu. Từ khi bọn Lý Bân, Mã Kỳ sang thay Trương Phụ, dân ta bị bọn ấy sách nhiễu, thật là khổ sở. Mười nhỏ, quan lại. Trừ những quan lại ở bên Tàu sang cai trị ra không kể, những người An Nam như những tên Nguyễn Huân, Lương Nhữ Hốt, Đỗ Duy Trung theo hàng nhà Minh, khéo đường xu nịnh, được làm quan to, lại càng ỷ thế của giặc, làm những điều tàn bạo hung ác hơn người Tàu. Vả trong những lúc biến loạn như thế thì những đồ tham tàn gian ác, không có nghĩa khí, không biết liêm sĩ lại càng đắc chí lắm, cho nên dân tình cực khổ, lòng người sầu oán. Cũng vì lẽ ấy có nhiều kẻ tức giận nổi lên đánh phá, làm cho trong nước không lúc nào được yên ổn. Chương 14. 10 năm đánh quân Tàu. Từ năm 1418 đến 1427. Một nhỏ, Lê Lợi khởi nghĩa ở Lam Sơn. Từ khi nhà Minh sang cai trị An Nam, dân ta phải khổ nhục trăm đường, tiếng oan không kêu ra được, lòng tức giận ngấm nghía ở trong tâm can, chỉ mong mỏi ra cho khỏi đống than lửa. May lúc ấy có một đấng anh hùng nổi lên, kéo cờ nghĩa để chống với giặc Minh, trong 10 năm lấy lại được giang sơn cũ và xây đắp lại nền độc lập cho nước Nam. Đấng anh hùng ấy, người ở làng Lam Sơn, huyện Thụy Nguyên, phủ Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, họ Lê, tên là Lợi.
đã mấy đời làm nghề canh nông, nhà vẫn giàu có, lại hay giúp đỡ cho kẻ nghèo khó, cho nên mọi người đều phục, và những tôi tớ ước có hàng nghìn người. Ông Lê Lợi khẳng khái, có chí lớn, quan nhà Minh nghe tiếng đã dỗ cho làm quan, nhưng ông không chịu khuất, thường nói rằng làm trai sinh ở trên đời nên giúp nạn lớn, lập công to để tiếng thơm cho muôn đời, chứ sao lại chịu bo bo làm đầy tớ người. Bèn giấu tiếng ở chỗ Sơn Lâm, đón mời những kẻ hào kiệt, chiêu tập những kẻ lưu vong. Đến mùa xuân năm Mậu Tuất 1418, đời vua Thành Tổ nhà Minh, niên hiệu Vĩnh Lạc thứ 16, ông Lê Lợi cùng với tướng là Lê Thạch và Lê Liễu khởi binh ở núi Lam Sơn, tự xưng là Bình Định Vương, rồi truyền thịch đi gần xa kể tội nhà Minh, để rõ cái mục đích của mình khởi nghĩa đánh kẻ thù của nước. Việc đánh giặc Minh tuy là thuận lòng người và hợp lẽ công bằng, nhưng mà thế lực của Bình Định Vương lúc đầu còn kém lắm, tướng sĩ thì ít, lương thực không đủ. Dẫu có dùng kế đánh được đôi ba trận, nhưng vẫn không có đủ sức mà chống giữ với quân nghịch, cho nên phải về núi Chí Linh ba lần. Chú thích: sách Khâm Định Thông Giám chép là núi Chí Linh này ở phủ Trấn Định, tỉnh Nghệ An, tức là ở vào đất Cam Môn, Cam Cát, giáp tỉnh Hà Tĩnh. Nhưng xem kỹ địa đồ thì vua Thái Tổ khởi binh ở Lam Sơn, thuộc huyện Thụy Nguyên, phủ Thiệu Hóa, và lúc ấy vẫn lui tới ở vùng Lạc Thủy, tức là Cẩm Thủy, và ở vùng Nga Sơn. Vậy thì núi Chí Linh này không phải ở miền Trấn Định, mà chắc là chỉ ở trong vùng Thanh Hóa mà thôi. Xem như khi ngài thua ở Chí Linh thì chạy về Lư Sơn ở châu Quan Hóa, thuộc phủ Quảng Hóa thì biết. Vả lại ngài khởi nghĩa từ năm Mậu Tuất 1418, mà mãi đến năm Giáp Thìn 1424 thì ngài mới bàn sự đi đánh mạng Nghệ An. Như thế mà nói rằng núi Chí Linh ở phủ Trấn Định, tức là xứ Ngọc Ma ngày trước, ở phía nam tỉnh Nghệ An bấy giờ, thì chắc là lầm. Hết chú thích. Và phải nguy cấp mấy phen, thật là gian truân vất vả. Sau nhờ hồng phúc nước Nam, Bình Định Vương lấy được đất Nghệ An, rồi từ đó mới có thể vẫy vùng, đánh ra mặt Bắc, lấy lại được Giang Sơn nước nhà. Hai nhỏ về Chí Linh lần thứ nhất. Khi quan nhà Minh là Mã Kỳ ở Tây Đô, nghe tin Bình Định Vương nổi lên ở núi Lam Sơn, liền đem quân đến đánh. Vương sang đóng ở núi Lạc Thủy, Cẩm Thủy, phủ Quảng Hóa để đợi quân Minh. Đến khi quân Mã Kỳ đến, phục binh của Vương đổ ra đánh, đuổi được quân nghịch. Nhưng vì thế yếu lắm, chống giữ không nổi, Vương phải bỏ vợ con để giặc bắt được, đem bại binh chạy về, đóng ở núi Chí Linh. Ba nhỏ về Chí Linh lần thứ hai. Tháng 4 năm Kỷ Hợi 1419, Bình Định Vương lại ra đánh lấy Đồn Nga Lạc thuộc huyện Nga Sơn, Thanh Hóa, giết được tướng nhà Minh là Nguyễn Sao. Nhưng quân của Vương bấy giờ hãy còn ít, đánh lâu không được, lại phải rút về Chí Linh. Quan nhà Minh biết rằng Chí Linh là chỗ Bình Định Vương lui tới, bèn đem binh đến vây đánh. Vương bị vây nguy cấp lắm, mới hỏi các tướng rằng: có ai làm được như người Kỷ Tín ngày trước, chịu chết thay cho vua Hán Cao không? Bấy giờ có ông Lê Lai liều mình vì nước, xin mặc thay áo ngự bào, cưỡi voi ra trận đánh nhau với giặc. Quân nhà Minh tưởng là Bình Định Vương thật, xúm nhau lại vây đánh, bắt được, giết đi, rồi rút quân về Tây Đô. Bốn nhỏ, Bình Định Vương về đóng Lư Sơn. Vương nhờ có ông Lê Lai chịu bỏ mình cứu chúa mới trốn thoát được nạn lớn, rồi một mặt cho người sang Ai Lao cầu cứu, một mặt thu nhặt những tàn quân về đóng ở Ly Sơn, phía Tây Châu Quan Hóa. Ngày năm ấy, ở Nghệ An có quan tri phủ là Phan Liêu làm phản nhà Minh, ở Hạ Hồng có Trịnh Công Chứng, Lê Hành, ở Khoái Châu có Nguyễn Đặc, ở Hoàng Giang có Nguyễn Đa Cấu, Trần Nhuế, ở Thủy Đường có Lê Ngã, nổi lên làm loạn, quân nhà Minh phải đi đánh dẹp các nơi, cho nên Bình Định Vương ở vùng Thanh Hóa cũng được nhân dịp mà dưỡng uy súc nhuệ. Năm nhỏ, Bình Định Vương về đóng Lỗi Giang. Năm Canh Tý 1420, Bình Định Vương đem quân ra đóng ở làng Thôi, định xuống đánh Tây Đô. Tướng nhà Minh là Lý Bân được tin ấy, đem quân đến đánh. Đi đến chỗ Thi Lan, bị phục binh của Vương đánh phá một trận, quân Minh bỏ chạy. Vương lại đem quân lên đóng ở Lỗi Giang. Chú thích:
Lỗi Giang là tên một khúc sông Mã Giang ở vùng trên huyện Cẩm Thủy, hết chú thích. Và ở đồn Ba Lậm, quân Minh phải lùi về đóng ở Nga Lạc và Quan Du để phòng giữ Tây Đô. Sáu nhỏ Nguyễn Trãi. Khi Bình Định Vương về đánh ở Lỗi Giang thì có ông Nguyễn Trãi. Chú thích: ông Nguyễn Trãi là cháu ngoại ông Trần Nguyên Đán, bởi vậy ông cùng với Trần Nguyên Hãn kết tình thân. Ông Nguyễn Trãi và ông Trần Nguyên Hãn là người đại công thần nhà Lê, sao đều bị giết hại cả. Hết chú thích. Vào yết kiến, dân bài sách Bình Ngô, vua xem lấy làm hay, dùng ông ấy làm tham mưu. Ông Nguyễn Trãi là con ông bản nhãn Nguyễn Phi Khanh. Đời nhà Hồ, ông đã thi đỗ tiến sĩ 1400. Khi ông Nguyễn Phi Khanh bị nhà Minh bắt về Kim Lăng, ông theo khóc, lên đến cửa Nam Quan không chịu trở lại. Ông Phi Khanh bảo rằng: con phải trở về mà lo trả thù cho cha, rửa thẹn cho nước, chứ đi theo khóc lóc mà làm gì. Từ đó, ông trở lại, ngày đêm lo việc phục thù, nay ra giúp Bình Định Vương bày mưu định kế để lo sự Bình Định. Bảy nhỏ, Bình Định Vương phá quân Trần Trí. Đến tháng 11 năm Tân Sửu 1421, tướng nhà Minh là Trần Trí đem mấy vạn quân đến đánh Bình Định Vương ở đồn Ba Lậm, lại ước với người Lào sang cùng đánh hai mặt. Vương mới hội các tướng lại bằng rằng: quân kia tuy nhiều, nhưng ở xa đến còn đang nhọc mệt, ta nên đưa quân ra đón đánh tất là phải được. Bàn xong, đến đêm đem quân vào cướp trại Minh, giết được hơn 1000 người. Trần Trí thấy vậy giận lắm, sáng hôm sau truyền lệnh kéo toàn quân đến đánh. Quân An Nam đã phục sẵn trước rồi, thấy quân Minh đến liền đổ ra đánh hăng quá, quân Minh lại phải lui về. Đang khi hai bên còn đối địch, có 3 vạn người Lào giả xưng sang làm viện binh cho Bình Định Vương. Vương không biết là dối, quân Lào nửa đêm kéo đến đánh. Tướng của Vương là Lê Thạch bị tên bắn chết, nhưng mà quân ta giữ vững đồn trại, quân Lào phải lùi về. Tám nhỏ, về Chí Linh lần thứ 3. Sang năm sau là năm Nhâm Dần 1422, Bình Định Vương tự đồn Ba Lậm tiến lên đánh đồn Quan Gia, bị quân Minh và quân Lào hai mặt đánh lại, thấy thua chạy về giữ đồn Khôi Sách. Quân Minh và quân Lào thừa thế đổ đến vây kín 4 mặt. Vương thấy thế nguy quá mới bảo các tướng rằng: quân giặc vây kín rồi, nếu không liều sống chết đánh tháo lấy đường chạy ra thì chết cả. Quân sĩ ai nấy đều cố sức đánh phá, quân giặc phải lùi. Vương lại đem quân về núi Chí Linh. Từ khi Bình Định Vương đem binh về Chí Linh, lương thực mỗi ngày một kém. Trong 2 tháng trời quân sĩ phải ăn rau ăn cỏ, có bao nhiêu voi ngựa làm thịt ăn hết cả. Tướng sĩ mỏi mệt đều muốn nghỉ ngơi, xin vương hãy tạm hòa với giặc. Vương bất đắc dĩ sai Lê Trăng đi xin hòa. Quan nhà Minh bấy giờ thấy đánh không lợi, cũng thuận cho hòa. Chính nhỏ, Bình Định Vương hết lương phải hòa với giặc. Năm Quý Mão 1423, Bình Định Vương đem quân về Lam Sơn. Bấy giờ tướng nhà Minh là bọn Trần Trí, Sơn Thọ thường hay cho vương trâu, ngựa, cá mắm và thóc lúa. Vương cũng cho Lê Trăng đưa vàng bạc ra tạ. Nhưng sao bọn Trần Trí ngờ có bụng giả dối, bắt giữ Lê Trăng lại không cho về. Vì vậy vương mới tuyệt giao không đi lại nữa, rồi đem quân về đóng ở núi Lư Sơn. Mười nhỏ, Bình Định Vương lấy đất Nghệ An. Năm Giáp Thìn 1424, Bình Định Vương hội các tướng bàn kế tiến thủ. Quan thiếu úy là Lê Chích nói rằng: Nghệ An là đất hiểm yếu, đất rộng người nhiều, nay ta hãy vào lấy Trà Long, phủ Tương Dương, rồi hạ thành Nghệ An để làm chỗ trú chân đã, nhiên hậu sẽ quay trở ra đánh lấy Đông Đô, như thế thiên hạ có thể bình được. Vương cho cái ấy là phải, bèn đem quân về Nam đánh đồn Đa Căng. Tướng nhà Minh là Lương Nhữ Hốt bỏ chạy. Lấy được đồn Đa Căng rồi, vương tiến quân vào đánh Trà Long. Đi đến núi Bồ Liệp ở phủ Quỳ Châu, gặp bọn Trần Trí, Phương Chính đem binh đến đánh. Vương bèn tìm chỗ hiểm phục sẵn. Khi quân Minh vừa đến, quân ta đổ ra đánh, chém được tướng nhà Minh là Trần Trung, giết được sĩ tốt hơn 2000 người, bắt được hơn 100 con ngựa. Quân Minh bỏ chạy,
Vương đem binh đến vây đánh Trà Long, quan tri phủ là Cầm Bành chờ cứu binh mãi không được, phải mở cửa thành ra hàng. Từ khi Bình Định Vương khởi nghĩa cho đến giờ, đánh với quân nhà Minh đã nhiều phen, được thua đã trải qua mấy trận, nhưng quan nhà Minh vẫn lấy làm khinh thường, cho nên không tâu về cho Minh Triệu biết. Bấy giờ Hoàng Phúc về tàu rồi, vua nhà Minh sai binh bộ thượng thư là Trần Hiệp sang thay. Trần Hiệp thấy Bình Định Vương lấy được Châu Trà Long, thành thế lừng lẫy, bèn vội vàng làm sớ tâu cho vua nhà Minh biết. Minh Đế mới xuống chiếu trách mắng bọn Trần Trí, Vương Chính, bắt phải dẹp ngay cho yên giặc ấy. Bọn Trần Trí sợ hãi, đem cả thủy bộ cùng tiến lên đánh Bình Định Vương. Vương sai Đinh Liệt đem 1.000 quân đi đường tắt ra giữ Đỗ Gia. Chú thích: vào quảng gần đồn Linh Cảm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Còn Vương thì đem cả tướng sĩ đến ở mạn thượng du đất Khả Lưu ở Bắc Ngạn, sông Lam Giang thuộc huyện Lương Sơn, rồi tìm chỗ hiểm yếu phục binh để đợi quân Minh. Khi quân Minh đã đến Khả Lưu, Vương bèn sai người, ban ngày thì kéo cờ đánh trống, ban đêm thì bắt đốt lửa để làm nghi binh, rồi cho binh sang bên kia sông phục sẵn. Sáng hôm sau, quân Minh tiến lên, bị phục binh bốn mặt đổ ra đánh. Tướng nhà Minh là Chu Kiệt phải bắt, Hoàng Thành phải chém. Còn quân sĩ bỏ chạy cả, Trần Trí phải thu quân về giữ thành Nghệ An. Tháng Giêng năm Ất Tỵ 1425, Vương đem binh về đánh thành Nghệ An, đi đến làng Đa Lôi ở huyện Thổ Du, bây giờ là huyện Thanh Chương. Dân sự đưa trâu đưa rượu ra đón rước, già trẻ đều nói rằng: không ngờ ngày nay lại thấy uy nghi nước cũ, bây giờ lại có quan tri phủ Ngọc Ma, phủ Trấn Định là Cầm Quý đem binh mã về giúp. Vương bèn xuống lệnh rằng: dân ta lâu nay đã phải khổ sở về chính trị bạo ngược của người Tàu. Quân ta đi đến đâu cấm không được xâm phạm đến chút gì của ai. Những gạo, thóc, trâu, bò mà không phải là của người nhà Minh thì không được lấy. Đoạn rồi, phân binh đi đánh lấy các nơi. Đi đến đâu các quan châu huyện ra hàng cả, đều tình nguyện đi đánh thành Nghệ An. Tháng Giêng năm Ất Tỵ 1425, Vương đem binh về đánh thành Nghệ An, đi đến làng Đa Lôi ở huyện Thổ Du, bây giờ là huyện Thanh Chương. Dân sự đưa trâu đưa rượu ra đón rước, già trẻ đều nói rằng: không ngờ ngày nay lại thấy uy nghi nước cũ, bây giờ lại có quan tri phủ Ngọc Ma, phủ Trấn Định là Cầm Quý đem binh mã về giúp. Vương bèn xuống lệnh rằng: dân ta lâu nay đã phải khổ sở về chính trị bạo ngược của người Tàu. Quân ta đi đến đâu cấm không được xâm phạm đến chút gì của ai. Những gạo, thóc, trâu, bò mà không phải là của người nhà Minh thì không được lấy. Đoạn rồi, phân binh đi đánh lấy các nơi. Đi đến đâu các quan châu huyện ra hàng cả, đều tình nguyện đi đánh thành Nghệ An. Vương bèn đem quân về vây thành. Quân Minh hết sức giữ gìn không dám ra đánh. Đương khi vây đánh ở Nghệ An, tướng nhà Minh là Lý An ở Đông Quan đem quân đi đường bể vào cứu. Quân của Trần Trí ở trong thành cũng đổ ra đánh. Vương nhử quân Minh đến cửa sông Độ Gia, rồi dùng phục binh đánh tan quân giặc. Trần Trí bỏ chạy về Đông Quan, còn Lý An vào giữ thành. Vương lại đem quân về vây thành. 11 nhỏ vây thành Tây Đô. Đến tháng 5, Vương sai quan Tư Không là Đinh Lễ đem binh đi đánh Diễn Châu. Đinh Lễ đi vừa đến nơi thì gặp tướng nhà Minh là Trương Hùng đem 300 chiếc thuyền lương ở Đông Quan mới vào. Quân ở trong thành ra tiếp, bị phục binh của Đinh Lễ đánh đuổi. Bao nhiêu thuyền lương Đinh Lễ cướp lấy được cả, rồi đuổi Trương Hùng ra đến Tây Đô. Bình Định Vương được tin ấy liền sai Lê Sát và Lưu Nhân Chú đem binh ra tiếp ứng cho Đinh Lễ. Đinh Lễ nhân dịp tiến lên vây thành Tây Đô. 12 nhỏ lấy Tân Bình và Thuận Hóa. Qua tháng 7, Vương sai quan Tư Đồ Trần Nguyên Hãn. Chú thích: Trần Nguyên Hãn có nơi chép là Trần Hãn, là cháu Trần Nguyên Đán, dòng dõi Trần Quang Khải. Thượng tướng Lê Nổ đem hơn 1.000 quân vào lấy châu Tân Bình và châu Thuận Hóa. Đi đến Bố Chính thì gặp tướng nhà Minh là Nhâm Năng. Hai bên đánh nhau, quân nhà Minh bị phục binh đánh chạy tan cả. Bây giờ lại có đạo thủy quân của Lê Ngân đem hơn 70 chiếc thuyền đi đường bể vào. Trần Nguyên Hãn liền đem cả thủy bộ tiến lên đánh hạ được hai thành ấy.
mộ thêm mấy vạn tinh binh đưa ra đánh mặt Bắc. Từ đây binh thế của Bình Định Vương một ngày một mạnh, các tướng tôn ngài lên làm Đại Thiên Hành Hóa, nghĩa là thay trời làm mọi việc. 13 nhỏ, quân Bình Định Vương tiến ra Đông Đô. Năm Bính Ngọ 1426, Vương thấy tinh binh của nhà Minh ở cả Nghệ An, ở ngoài Đông Đô không có bao nhiêu người, bèn sai Lý Triện, Phạm Văn Xảo, Trịnh Khả, Đỗ Bí ra đánh Quốc Oai, Quảng Oai, Gia Hưng, Quy Hóa, Đà Giang, Tam Đái, Bạch Hạc, Tuyên Quang để chặn đường viện binh ở Vân Nam sang. Sai Lưu Nhân Chú và Bùi Bị ra đánh Thiên Trường, Kiến Xương, Tân Hưng, Thượng Hồng, Bình Giang, Hạ Hồng, Ninh Giang, Bắc Giang, Lạng Giang để chặn đường viện binh ở Lưỡng Quảng sang. Lại ra Đinh Lễ, Nguyễn Xí đem binh đi thẳng ra đánh Đông Quan. Quân của Bình Định Vương đi đến đâu giữ kỷ luật rất nghiêm, không xâm phạm đến của ai chút gì, cho nên ai ai cũng vui lòng theo phục. Bọn Lý Triện lấy được Quốc Oai và Tam Đái rồi đem quân về đánh Đông Quan. Quan tham tướng nhà Minh là Trần Trí đem binh ra đóng ở Ninh Kiều. Chú thích: những tên Ninh Kiều, Ninh Giang, Ứng Thiên chắc là ở vùng huyện Từ Liêm, huyện Thanh Oai, về quãng sông Nhuệ Giang và sông Đáy, mà Ninh Giang có lẽ là khúc sông Đáy ở vào quãng Từ Liêm hay Thanh Oai gì đó. Phía Tây phủ Giao Châu và ở Ứng Thiên để chống giữ. Quân Lý Triện đến đánh, Trần Trí thua chạy về đóng ở phía tây sông Ninh Giang, khúc trên sông Đáy. Chợt có tin báo rằng có hơn một vạn quân Vân Nam sang cứu. Lý Triện sợ để hai đạo quân của mình hợp lại thì khó đánh, bèn bảo Phạm Văn Xảo đem hơn 1.000 người đi đón chặn đường quân Vân Nam, còn mình cùng với Đỗ Bí đem quân đến đánh Trần Trí. Trần Trí thua chạy, bọn Lý Triện đuổi đến làng Nhân Mục, bắt được tướng nhà Minh là Vi Lạng, chém được hơn 1.000, rồi lại quay trở về Ninh Giang, hợp binh với Văn Xảo để đánh quân Vân Nam. Bọn Phạm Văn Xảo đến cầu Sa Lộc thì gặp quân Vân Nam sang, đánh một trận, quân nghịch thua chạy về giữ thành Tam Giang. Trần Trí thấy thế ở Đông Quan yếu lắm, bèn viết thư vào Nghệ An gọi Phương Chính đem binh ra cứu, để giữ lấy chỗ căn bản. Phương Chính được thư, bèn sai Thái Phúc ở lại giữ thành Nghệ An, rồi đem quân xuống thuyền đi đường bể ra Đông Quan. Bình Định Vương nghe tin ấy liền sai Lê Ngân, Lê Văn An, Lê Bôi, Lê Thận, Lê Văn Linh ở lại vây thành Nghệ An. Vương tự đem đại quân cả thủy bộ đuổi theo Phương Chính ra Bắc. Ra đến Thanh Hóa, Vương đem binh vào đánh thành Tây Đô, nhưng quân Minh giữ vững thành trì đánh không được, Vương đem quân đến đóng ở Lỗi Giang. 14 nhỏ, trận Tụy Động, Vương Thông thất thế. Tụy Động cũng có nơi gọi là Tốt Động. Từ khi Bình Định Vương ở Lư Sơn vào đánh Nghệ An đến giờ đánh đâu được đấy, thành thế lừng lẫy, quân Minh khiếp sợ, đem tin ấy về cho Minh Triều biết. Minh Đế liền sai chinh di tướng quân là Vương Thông và tham tướng là Mã Anh đem 50.000 quân sang cứu Đông Quan. Trần Trí và Phương Chính thì phải cách hết cả quan tước, bắt phải theo quân đi đánh giặc, còn Trần Hiệp thì cứ giữ chức tham tán quân vụ. Vương Thông sang đến đất Đông Quan, hội tất cả quân sĩ lại được 10 vạn, cùng với bọn Trần Hiệp chia làm 3 đạo đi đánh Bình Định Vương. Vương Thông đem quân đến đóng ở bến Cổ Sở, thuộc huyện Thạch Thất, phủ Quốc Oai, Sơn Tây. Phương Chính đóng ở Sa Thôi, thuộc huyện Từ Liêm. Mã Kỳ đóng ở Thanh Oai, đồn lũy liên tiếp nhau một dãy dài hơn mấy mươi dặm. Bọn Lý Triện, Đỗ Bí ở Ninh Kiều đem quân và voi đến phục ở Cổ Lãm, rồi cho quân đến đánh nhữ Mã Kỳ. Mã Kỳ đem tất cả quân đuổi đến cầu Tam La, ở giáp giới huyện Thanh Oai và huyện Từ Liêm. Quân phục binh của Lý Triện đổ ra đánh, quân Minh thua chạy, nhiều người xuống đồng lầy chạy không được, bị chém hơn 1.000 người. Lý Triện đuổi quân Minh đến Nhân Mục, bắt được hơn 500 người, Mã Kỳ một mình một ngựa chạy thoát được. Bọn Lý Triện thừa thắng tiến lên đánh đạo quân Phương Chính, nhưng Phương Chính thấy Mã Kỳ đã thua cũng rút quân lui, rồi cùng Mã Kỳ về hội với Vương Thông ở bến Cổ Sở. Vương Thông liệu tất thế nào quân An Nam cũng đến đánh, bèn phục binh và phòng bị trước cả. Chợt có quân của Lý Triện đến, quân Minh giả ra đánh rồi bỏ chạy, nhử quân ta vào chỗ hiểm có chông sắt. Đi đến đấy, voi xéo phải chông, đi không được, rồi lại có phục binh đổ ra đánh.
Lý Triện thua chạy về giữ Cao Bộ ở vùng Chương Đức, Mỹ Lương và cho người về Thanh Đàm, tức là huyện Thanh Trì bây giờ, gọi bọn Đinh Lễ và Nguyễn Xí đến cứu. Đinh Lễ và Nguyễn Xí đem 3.000 quân và 2 con voi lập tức đêm hôm ấy đến Cao Bộ, rồi phân binh ra phục sẵn ở Tụy Động thuộc huyện Mỹ Lương và ở Chúc Động thuộc huyện Chương Đức. Chú thích: Tụy Động và Chúc Động ở vào quảng huyện Chương Mỹ, phía đông có sông Đáy, phía tây có con sông con gọi là sông Bùi chảy vào sông Đáy chỗ ngã Ba Thá. Chợt bắt được tên thám tử của quân Minh, tra ra thì biết rằng quân Vương Thông đóng ở Ninh Kiều, có một đạo quân đi lẻn ra đường sau quân Lý Triện để đánh Tập Hậu. Đại quân sang đò chỉ chờ lúc nào nghe súng thì hai mặt đổ lại cùng đánh. Biết mưu ấy rồi, đến canh năm đêm hôm ấy, Đinh Lễ sai người bắn súng làm hiệu để đánh lừa quân giặc. Quả nhiên, quân giặc nghe tiếng súng đều kéo ùa đến đánh. Bây giờ phải độ trời mưa, đường lầy, quân Minh vừa đến Tụy Động thì bị quân ta bốn mặt đổ ra đánh, chém được quan thượng thư là Trần Hiệp và nội quan là Lý Lượng. Còn những quân sĩ nhà Minh thì chết hại nhiều lắm, phần thì giày xéo lẫn nhau mà chết, phần thì ngã xuống sông chết đuối, cả thảy đến hơn 5 vạn người, còn bị bắt sống hơn 1 vạn người. Các đồ đạc khí giới thì lấy được không biết bao nhiêu mà kể. Trận Tụy Động đánh vào tháng 10 năm Bính Ngọ 1426. Phương Chính và Mã Kỳ chạy thoát được, rồi cùng với Vương Thông về giữ thành Đông Quan. Bọn Đinh Lễ thừa thắng đem binh về vây thành và cho người về Lỗi Giang báo tin thắng trận cho Bình Định Vương biết. Vương liền tiến binh ra Thanh Đàm, rồi một mặt sai Trần Nguyên Hãn đem 100 chiếc thuyền đi theo sông Lung Giang ra cửa Hát Giang, cửa sông Đáy thông với sông Cái, rồi thuận dòng sông Nhị Hà xuống đóng ở bến Đông Bộ Đầu. Một mặt sai bọn Bùi Bị đem hơn 1 vạn quân đi lẻn ra đóng ở Tây Dương Kiều. Vương tự dẫn đại quân đến hạ trại ở gần thành Đông Quan. Quân Minh giữ ở trong thành không ra đánh, bao nhiêu chiến thuyền thì Vương lấy được cả. Kể từ ngày Bình Định Vương đem binh vào đánh Nghệ An đến giờ, tuy rằng đánh đâu được đấy, nhưng chưa có trận nào quan hệ bằng trận Tụy Động này. Bởi vì việc thắng bại trong 10 phần, đánh xong trận này thì chắc đã được 7-8 phần rồi. Quân thế nhà Minh chỉ còn ở trong mấy thành bị vây nữa mà thôi. Mặt ngoài thì viện binh lại chưa có, mà dẫu cho có sang nữa thì thế của Bình Định Vương cũng đã vững lắm rồi. Nhưng cứ như trong việc sử thì quân của Lý Triện và Đinh Lễ chẳng qua chỉ có mấy nghìn người mà thôi, làm thế nào mà phá được hơn 10 vạn quân tinh binh của Vương Thông? Vả lại sử chép rằng đánh trận Tụy Động, quân An Nam giết được hơn 5 vạn quân Minh, lại bắt được hơn 1 vạn người, như thế chẳng hóa ra quân Minh hèn lắm ru. E rằng nhà làm sử có ý thiên vị, cho nên sự thật không được rõ lắm. Nhưng dẫu thật hư thế nào mặt lòng, đại khái trận Tụy Động là một trận đánh nhau to, mà Vương Thông thì thua, phải rút quân về giữ thành Đông Quan rồi bị vây. Còn Bình Định Vương thì ra bắt thu phục các châu huyện, việc ấy chắc là thật có. 15. Vây thành Đông Đô. Từ khi Bình Định Vương ra Đông Đô, những kẻ hào kiệt ở các nơi đều nô nức về theo, xin hết sức đi đánh giặc. Vương dùng lời úy dụ và lấy cái nghĩa lui tới mà giảng giải cho mọi người nghe, rồi cứ tùy tài mà thu dùng. Vương chia đất Đông Đô ra làm 4 đạo, đặt quan văn võ để coi việc chính trị. Cứ theo sách lịch triều hiến chương địa dư chí của ông Phan Huy Chú, thì những trấn Tam Giang, Tuyên Quang, Hưng Hóa, Gia Hưng thuộc về Tây Đạo, những trấn Thượng Hồng, Hạ Hồng, Thượng Sách, Hạ Sách cùng với Lộ An Bang thuộc về Đông Đạo, những trấn Bắc Giang, Thái Nguyên thuộc về Bắc Đạo, những lộ Khoái Châu, Lý Nhân, Tân Hưng, Kiến Sương, Thiên Trường thuộc về Nam Đạo. 16. Vương Thông xin hòa lần thứ nhất. Vương Thông ở Đông Quan cứ bị thua mãi, liệu thế đánh không được nữa, muốn bãi binh về Tàu, nhưng sợ mang tiếng, bèn lục tờ chiếu của vua nhà Minh, niên hiệu Vĩnh Lạc 1407, nói về việc tìm con cháu họ Trần, rồi cho người ra nói với Bình Định Vương tìm người dòng dõi họ Trần lập lên để xin bãi binh. Vương nghĩ đánh nhau mãi, trong nước tàn hại, dân tình khổ sở, bèn y theo lời Vương Thông. Nhưng bấy giờ có người tên là Hồ Ông, trốn ở Ngọc Ma, xưng là cháu ba đời vua Nghệ Tông,
vương bèn cho người đi đón hộ ông về đổi tên là Trần Cao, lập lên làm vua, mà vương thì xưng làm vệ quốc công để cầu phong với nhà Minh cho chóng xong việc. Vương Thông cho người đưa thư ra xin hòa và xin cho đem toàn quân về nước. Bình Định Vương Thuận cho định ngày để Vương Thông gọi quân ở các nơi về hội tại Đông Đô rồi về tàu. Việc đã định như thế, nhưng mà bấy giờ có mấy người An Nam theo nhà Minh, như những tên Trần Phong, Lương Nhữ Hốt, sợ rằng quân Minh về thì mình phải giết, bèn lấy chuyện Ô Mã Nhi ngày trước can Vương Thông đừng rút quân về. Vương Thông nghe lời, bề ngoài tuy nói hòa, nhưng bề trong sai người đào hào, rắc chông, rồi cho người đi lẻn đem thư về tàu cầu cứu. Bình Định Vương bắt được người đưa thư giận lắm, không giao thông với quân Minh nữa. Rồi sai Lê Quốc Hưng đánh thành Điêu Diêu, huyện Gia Lâm Bắc Ninh, và thành Thị Kiều, tức là Thị Cầu thuộc huyện Võ Giang Bắc Ninh. Trịnh Khả và Lê Khuyển đánh thành Tam Giang, tức là Tam Đái, nay là huyện Bạch Hạc. Lê Sáp và Lê Thụ đánh thành Xương Giang, tức là phủ Lạng Thương bây giờ. Trần Lựu, Lê Bôi đánh thành Kỳ Ôn. Chẳng bao lâu những thành ấy đều lấy được cả. 17. Bình Định Vương đóng quân ở Bồ Đề. Tháng Giêng năm Đinh Mùi 1427, Bình Định Vương tiến quân lên đóng ở chỗ Bồ Đề ở phía bắc sông Nhị Hà, rồi sai tướng đánh thành Đông Quan. Trịnh Khả đánh cửa Đông, Đinh Lễ đánh cửa Nam, Lê Cực đánh cửa Tây, Lý Truyện đánh cửa Bắc. Quân nhà Minh một ngày một kém, tướng nhà Minh giữ thành Nghệ An và thành Diễn Châu là bọn Thái Phúc và Tiết Tụ đều ra hàng cả. Bình Định Vương lại sai lại bộ thượng thư là ông Nguyễn Trãi làm hịch đi khuyên tướng sĩ các nơi về hàng. Nhưng cũng vì thấy quân Minh đã yếu thế, có ý khinh địch, cho nên quân ta mất hai viên đại tướng. Trước thì Lý Truyện đóng ở Từ Liêm, không cẩn thận bị quân của Phương Chính đến đánh lẻn giết mất. Sau Vương Thông ở Đông Quan đem binh ra đánh Lê Nguyễn ở Tây Phù Liệt thuộc huyện Thanh Trì. Vương sai Đinh Lễ và Nguyễn Xí đem 500 quân đi cứu. Đi đến Mỹ Động thuộc Hoàng Mai, huyện Thanh Trì, gặp quân Minh, hai bên đánh nhau. Vương Thông thấy quân của Đinh Lễ có ít, bèn vây lại đánh bắt được Đinh Lễ và Nguyễn Xí. Nguyễn Xí trốn đi được, còn Đinh Lễ bị giết. 18. Bình Định Vương đặt pháp luật để trị quân dân. Bình Định Vương cứ một mặt vây đánh thành Đông Quan và các thành khác, một mặt lo việc cai trị, đặt ra các điều lệ để cho việc binh có kỷ luật và cho lòng dân được yên. Trước hết Vương dụ cấm tà đạo. Ai mà dùng những phép tà ma giả dối để đánh lừa người ta thì phải tội. Còn những dân sự bị loạn phải lưu tán đi chỗ khác cho về nguyên quán, cứ việc làm ăn như cũ. Những vợ con gia quyến của những người ra làm quan với giặc thì được phép theo lệ lấy tiền mà chuộc. Chú thích: vợ con của quan bố chính thì phải 70 quan, vợ con những sinh viên và thổ quan thì 10 quan, còn những con trai con gái đầy tớ đứa ở thì 5 quan. Hết chú thích. Còn những quân lính nhà Minh đã hàng thì đưa về Thiên Trường, Kiến Xương, Lý Nhân, Tân Hưng để nuôi nấng tử tế. Vương đặt ra 3 điều để răn các quan. 1. Không được vô tình. 2. Không được khi mạn. 3. Không được gian dâm. Và lại dụ rằng những quân lính ngày thường có tội không được giết càn, trừ lúc nào ra trận mà trái quân lệnh thì mới theo phép mà thi hành. Vương lại đặt ra 10 điều để làm kỷ luật cho các tướng sĩ. 1. Trong quân ồn ào không nghiêm. 2. Không có việc gì mà đặt chuyện ra để làm cho mọi người sợ hãi. 3. Lúc lâm trận nghe trống đánh, thấy cờ phất mà trùng trình không tiến. 4. Thấy kéo cờ dừng quân mà không dừng. 5. Nghe tiếng chiên lùi quân mà không lùi. 6. Phòng giữ không cẩn thận để mất thứ ngủ. 7. Lo riêng việc vợ con mà bỏ việc quân. 8. Tha binh đinh về để lấy tiền và làm sổ sách mập mờ. 9. Theo bụng yêu ghét của mình mà làm lòa mất công quả của người ta. 10. Gian dâm trộm cắp. Hễ tướng sĩ ai mà phạm vào 10 điều ấy thì phải tội chém. Còn quân lính thì hễ nghe một tiếng súng mà không có tiếng chiên thì các tướng hiệu phải đến dinh nghe lệnh. Hễ nghe 2-3 tiếng súng và 2-3 tiếng chiên, ấy là có việc cảnh cấp, quan chấp lệnh phải sắp hàng ngũ. Còn quan thiếu úy thì đến dinh mà nghe lệnh. Hễ đến lúc lâm trận mà lùi hoặc là bỏ những người sau không cứu thì phải tội chém.
nhưng giáng hoặc đã có ai không may chết trận mà mình hết sức mang được xác ra thì khỏi tội. Đại khái kỷ luật ở trong quân của Bình Định Vương như thế, cho nên đi đâu dần dàng kính phục lắm. 19. Trận Chi Lăng, Liễu Thăng tử trận. Từ khi quân Minh thua trận Tụy Động, Trần Hiệp bị giết, Vương Thông cho người về tâu với Minh Đế để xin thêm binh. Minh Đế thất kinh, liền sai Chinh Lỗ phó tướng quân An Viễn Hầu là Liễu Thăng, tham tướng Bảo Định Bá là Lương Minh, đô đốc là Thôi Tụ, binh bộ thượng thư là Lý Khánh, công bộ thượng thư là Hoàng Phúc, hữu bố chính sứ là Nguyễn Đức Huân, đem 10 vạn quân, 2 vạn ngựa đi đường Quảng Tây sang đánh cửa Ba Lụy. Bây giờ là tháng Chạp năm Bính Ngọ 1427. Lại sai Chinh Nam đại tướng quân Kiềm Quốc Công là Mộc Thạnh, tham tướng An Hưng Bá là Từ Hanh, Tây Ninh Bá là Đàm Trung đi đường Vân Nam sang đánh cửa Lê Hoa. Khi các tướng nghe viện binh của quân mình sắp đến, nhiều người khuyên vương đánh ngay lấy thành Đông Quan để tuyệt đường nội ứng, nhưng vương không nghe, bảo rằng việc đánh thành là hạ sách, nay ta hãy cứ dưỡng binh súc nhuệ để đợi quân địch đến thì ra đánh. Hãy viện quân mà thua thì quân trong thành tất phải ra hàng, thế có phải là một việc mà thành được hai không? Đoạn rồi bắt phải giữ gìn mọi nơi cho nghiêm nhặt, lại bắt người ở Lạng Giang, Bắc Giang, Tam Đái, Tuyên Quang, Huy Hóa đi ở chỗ khác, bỏ đồng không để tránh quân Minh. Đến tháng 10 1427, Bình Định Vương nghe tin quân của bọn Liễu Thăng đã sắp sang đất An Nam, liền hội các tướng lại bàn rằng: quân kia cậy khỏe khinh yếu, lấy nhiều bắt nạt ít, chỉ cốt đánh cho được chứ không tưởng đến điều khác. Ngay đường xa nghìn dặm mà đi có mấy ngày, nếu ta nhân lúc người ngựa của chúng đang mỏi mệt, ta dĩ giật đãi lao đánh là tất được. Bèn sai Lê Sát, Lưu Nhân Chú, Lê Linh, Đinh Liệt, Lê Thụ đem 1 vạn quân và 5 con voi lên phục sẵn ở cửa Chi Lăng để đợi quân Minh. Lại sai Lê Lý, Lê Văn An đem 3 vạn quân cứ lục tục kéo lên đánh giặc. Bây giờ Trần Lựu đang giữ cửa Ba Lụy, Nam Quan, thấy quân Minh đến, lui về giữ Ai Lưu. Đến khi quân giặc đến đánh Ai Lưu, Trần Lựu lại lùi về giữ Chi Lăng. Cứ cách từng đoạn, chỗ nào cũng có đồn, quân Minh đi đến đâu không ai dám chống giữ, phá luôn một lúc được những mấy cái đồn. Liễu Thăng đắc ý đuổi tràn đi, Bình Định Vương lại làm ra bộ khiếp sợ, cho người đưa thư sang nói với Liễu Thăng xin lập Trần Cao lên làm vua để xin bãi binh. Liễu Thăng tiếp thư không mở ra xem, cho người đưa về Bắc Kinh rồi cứ tiến lên đánh. Ngày 18 tháng 9, quân Liễu Thăng đến gần cửa Chi Lăng. Lê Sát sai Trần Lựu ra đánh rồi bỏ chạy. Liễu Thăng mừng lắm, chỉ đem 100 lính kỵ đuổi theo, bỏ đại đội ở lại sau. Đuổi được một đoạn, phải chỗ bùn lầy đi không được, phục binh ta đổ ra đánh, chém Liễu Thăng ở núi đảo Mã Pha, bây giờ là Mã Yên Sơn, ở làng Mai Sao thuộc Ôn Châu. Việc ấy vào ngày 20 tháng 9 năm Đinh Mùi. Bọn Lê Sát, Trần Lựu thừa thắng đuổi đánh quân Minh giết hơn 1 vạn người. Lúc bấy giờ đạo quân của Lê Lý cũng vừa đến, hội lại tiến lên đánh quân Minh, chém được Lương Minh ở giữa trận ngày 25. Lý Khánh thì tự tử ngày 28. Còn bọn Hoàng Phúc và Thôi Tụ đem bại binh chạy về thành Xương Giang, thành của nhà Minh, xây ở xã Thọ Xương, phủ Lạng Giang. Đi đến nửa đường bị quân của Lê Sát đuổi đến đánh phá 1 trận. Thôi Tụ cố đánh lấy đường chạy về Xương Giang, không ngờ thành ấy đã bị bọn Trần Nguyên Hãn lấy mất rồi. Quân Minh sợ hãi quá, bèn lập trại đắp lũy ở giữa đồng để chống giữ. Bình Định Vương sai quân thủy bộ vây đánh, sai Trần Nguyên Hãn chặn đường tải lương của quân Minh. Lại sai Phạm Vấn, Lê Khôi, Nguyễn Xí đem quân thiết đội vào đánh chém quân Minh được hơn 5 vạn. Bắt sống được Hoàng Phúc, Thôi Tụ và 3 vạn quân. Thôi Tụ không chịu hàng phải giết. Bây giờ Mộc Thạnh với bọn Phạm Văn Xảo và Trịnh Khả đang giữ nhau ở cửa Lê Hoa. Trước vương cũng đã liệu rằng Mộc Thạnh là người lão luyện, tất chờ xem quân Liễu Thăng thắng bại thế nào rồi mới tiến. Bèn sai đưa thư dặn bọn Văn Xảo cứ giữ vững chứ đừng ra đánh. Đến khi quân Liễu Thăng thua rồi, vương cho những tên tỳ tướng đã bắt được đem những giấy má ấn tín lên cho Mộc Thạnh biết. Mộc Thạnh được tin ấy sợ quá, đem quân chạy, bị quân Trịnh Khả đuổi theo chém được hơn 1 vạn người và bắt được cả người lẫn ngựa, mỗi thứ hơn 1.000. 20.
Vương Thông xin hòa lần thứ hai. Bình Định Vương sai đưa bọn Hoàng Phúc và hai cái hổ phù, hai dấu đại ngân của Quan Chinh Lỗ phó tướng quân về Đông Quan cho Vương Thông biết. Vương Thông biết rằng viện binh sang đã bị thua rồi, sợ hãi quá viết thư xin hòa. Vương Thuận cho, rồi cùng với Vương Thông lập đàn thề ở phía nam thành Đông Quan, hẹn đến tháng chạp thì đem quân về tàu. 21. Trần Cao dâng biểu xin phong. Bình Định Vương đã hòa với Vương Thông rồi, quân Minh ở Tây Đô và ở các nơi đều giải binh cả. Vương sai Lê Thiếu Dĩnh, Lê Quang Cảnh và Lê Đức Huy đem tờ biểu và vương vật sang sứ nhà Minh. Những đồ phương vật là: 1. Hai người bằng vàng để thay mình. 2. Một lư hương bằng bạc. 3. Một đôi bình hoa bằng bạc. 4. 30 tấm lược. 5. 14 đôi ngà voi. 6. 12 bình hương trầm. 7. 2 vạn nén hương duyến. 8. 24 cây hương trầm. Và lại đem hai cái dấu đại ngân, đôi hổ phù của Chinh Lỗ phó tướng quân, cùng với sổ kê những người quan quân nhân mã đã bị bắt đem trả lại Minh Triều. Còn tờ biểu thì đứng tên Trần Cao đại lược như sau này: khi vua Thái Tổ Cao Hoàng đế mới lên ngôi, tổ tiên tôi là Nhật Khuê vào triều cống trước nhất. Bấy giờ ngài có ban thưởng phong cho tước vương. Từ đó nhà tôi vẫn nối đời giữ bờ cõi, không bỏ thiếu lễ triều cống bao giờ. Mới rồi nhân họ Hồ thoáng nghịch, vua Thái Tông Văn Hoàng đế đem quân sang hỏi tội. Sau khi đã dẹp yên rồi, ngài có hạ chiếu tìm con cháu họ Trần để giữ lấy dòng dõi cúng tế. Bây giờ quan tổng binh Trương Phụ tìm chưa được khắp, đã xin đặt làm quận huyện. Nguyên tôi lúc trước vì trong nước có loạn, chạy trốn vào xứ Lão Hoa, cũng là muốn để tìm chốn yên thân mà thôi. Không ngờ người trong nước vẫn quen thói mọi, nhớ đến ân trạch nhà tôi thuở trước, lại cố ý ép tôi phải về, bất đắc dĩ tôi cũng phải theo. Dẫu rằng trong khi vội vàng bị người trong nước cố ép, nhưng cũng là cái tội tôi không biết liệu xử. Mới đây tôi đã có xin lỗi trước hàng quân, nhưng không ai chịu nghe. Bây giờ người nước tôi sợ phải tai vạ, liền đem nhau ra phòng bị các cửa ải, cũng là một kế dưỡng mình. Ngờ đâu quan quân xa xôi mới đến, thấy voi sợ hãi tức khắc vỡ tan. Việc đã xảy ra như vậy, dẫu bởi sự bất đắc dĩ của người trong nước cũng là lỗi của tôi. Nhưng bao nhiêu những quân và ngựa bắt được đều phải thu dưỡng tử tế, không dám xâm phạm một tí gì. Dám xin hoàng thượng ngày nay lại theo như lời chiếu của vua Thái Tông Văn Hoàng đế, tìm lấy con cháu họ Trần, nghĩ đến cái lòng thành vào triều cống trước nhất của tổ tiên tôi ngày xưa, mà xá cái tội to như gò núi ấy, không bắt phải cái phạt nặng bằng búa rìu, khiến cho tôi được nối nghiệp ở xứ Nam để giữ chức triều cống. Tôi đã sai người thân tín mang tờ biểu tạ và đưa trả những ấn tín nhân mã tới chốn kinh sư, nay lại xin đệ tâu những danh số ấy. Vua nhà Minh bấy giờ là Tuyên Tông, xem biểu biết rằng giả dối, nhưng cũng muốn nhân dịp ấy để thôi việc binh, bèn đưa tờ biểu cho quần thần xem, mọi người đều xin hòa. Minh đế sai quan lễ bộ thị lang là Lý Kỳ đưa chiếu sang phong cho Trần Cao làm An Nam quốc vương, bỏ tòa bố chính và triệt quân về tàu. Đến tháng chạp năm Đinh Mùi, Vương Thông theo lời ước với Bình Định Vương đem bộ binh qua sông Nhị Hà, còn thủy quân theo sau. Bây giờ có người xui vương rằng lúc trước người Minh tàn ác lắm nên đem giết cả đi. Vương nói rằng phục thù báo oán là cái thường tình của mọi người, nhưng cái bản tâm người có nhân không muốn giết người bao giờ. Ván người ta đã hàng mà lại còn giết thì không hay. Nếu mình muốn thỏa cơn giận một lúc mà chịu cái tiếng muôn đời giết kẻ hàng, thì sao bằng để cho muôn vạn con người sống mà khỏi được cái mối tranh chiến về đời sau, lại để tiếng thơm lưu truyền thiên cổ trong sử sanh. Vương không giết người Minh, lại cấp cho thủy quân 500 chiếc thuyền giao cho Phương Chính và Mã Kỳ quản lĩnh, cấp lương thảo cho lục quân giao cho Sơn Thọ, Hoàng Phúc quản lĩnh. Còn hai vạn người đã ra hàng và đã bị bắt thì giao cho Mã Anh quản lĩnh đem về tàu. Vương Thông thì lĩnh bộ binh đi sau, Bình Định Vương tiễn biệt rất hậu. Giặc Minh lục tục về Bắc, bấy giờ mới thật là
Nam quốc Sơn Hà, Nam đế cư. Nước Nam lại được tự chủ như cũ. 22. Tờ Bình Ngô Đại Cáo. Bình Định Vương dẹp xong giặc Minh rồi, sai ông Nguyễn Trãi làm tờ bá cáo cho thiên hạ biết. Tờ Bình Ngô Đại Cáo này làm bằng Hán văn, là một bản văn chương rất có giá trị trong đời Lê, nay theo nguyên văn ở trong tập Hoàng Việt Văn Tuyển mà chép ra như sau này. Phiên âm. Chú thích: sách gốc chỉ có nguyên văn chữ Hán và phần dịch nghĩa bài Bình Ngô Đại Cáo. Trong bản in lần này, chúng tôi bổ sung thêm phần phiên âm của bài cáo để độc giả tiện theo dõi. Bình Ngô Đại Cáo. Cái văn: nhân nghĩa chi cử, yếu tại an dân, điếu phạt chi sư, mạc tiên khử bạo, duy ngã đại việt chi quốc, thật vi văn hiến chi bang, sơn xuyên chi phong vực ký thù, nam bắc chi phong tục diệt dị, tự triệu đinh lý trần chi triệu tạo ngã quốc, giữ hán đường tống nguyên nhi các đế nhất vương, tuy cường nhược thì hữu bất đồng, nhi hào kiệt thế vị thường phạp, cố lưu cung tham công dĩ thủ bại, nhi triệu tiết hiếu đại dĩ xúc vong, toa đô ký cầm ư hàm tử quan, ô mã hữu ế ư bạch đằng hải, kê chư vãn cổ quyết hữu minh trưng, khoảnh nhân hồ chính chi phiền hà, trí sử nhân tâm chi oán bạn, cuồng minh tứ khích nhân dĩ độc ngã dân, ngụy đảng hoài gian cánh dĩ mãi ngã quốc, hân thương sinh ư ngược diễm, hãm xích tử ư họa khanh, phi thiên bổng dân quỷ kế cái thiên vạn trạng, liên binh kết hấn nẫm ác đãi nhị thập niên, bại nghĩa thương nhân kiền khôn ki hồ dục tức, trọng khoa hậu liễm sơn trạch mỹ hữu kiết di, khai kim trường tắc mạo lam chướng nhi phủ sơn đào sa, thái minh châu tắc xúc giao long nhi hoàng yêu thộn hải, nhiễu dân thiết huyền lộc chi hãm tịnh, điển vật chức thúy cầm chi võng la, côn trùng thảo mộc giai bất đắc dĩ toại kỳ sinh, quan quả điên liên câu bất hoạch dĩ an kỳ sở, túng sinh dân chi huyết dĩ nhuận kiệt hiệt chi vẫn nha, cực thổ mộc chi công dĩ sùng công tư chi giải vũ, châu lý chi chinh giao trọng khốn, lư diêm chi trữ trục giai không, quyết đông hải chi thủy bất túc dĩ trạc kỳ ô, khánh nam sơn chi trúc bất túc dĩ thư kỳ ác, hần nhân chi sở công phẫn, thiên địa chi sở bất dung, dư phấn tích lam sơn thê nhân hoang dã, niệm thế thù khởi khả cộng đái, thệ nghịch tặc nan giữ câu sinh, thống tâm tật thủ giả thùy thập dư niên, thường đảm ngọa tân giả cái phi nhất nhật, phát phẫn phong thật mỗi nghiêng đàm thao lược chi thư, tức cổ nghiệm kim tế suy cứu hưng vong chi lý, đồ hồi chi chí ngộ mị bất vong, đương nghĩa kỳ sơ khởi chi thì, chính tặc thế phương trương chi nhật, nại dĩ nhân tài thu dịp, tuấn kiệt thần tinh, bôn tẩu tiền hậu giả ký phạm kỳ nhân, mưu mô duy ác giả hữu quả kỳ trợ, đặc dĩ cứu dân chi niệm, mỗi uất uất nhi dục đông, cố ư đãi hiền chi xa, thường cấp cấp dĩ hư tả, nhiên kỳ đắc nhân chi hiệu, mang nhược vọng dương, do kỷ chi thành, thậm ư chẩn nịch, phẫn hung đồ chi vị diệt niệm quốc bộ chi tao trung, linh sơn chi thật tiện kim tuần, hôi huyện chi chúng vô nhất lữ, cái thiên dục hốn ngã dĩ gián quyết nhâm, cố dư ích lệ chi dĩ tế vu nạn, yết can vi kỳ, manh lệ chi đồ tứ tập, đầu giao hưởng sĩ, phụ tử chi binh nhất tâm,
giữ nhược chế cường, hoặc công nhân chi bất bị, dĩ quả địch chúng, thường thiết phục dĩ xuất kỳ. Tốt năng dĩ đại nghĩa nhi thắng hung tàn, dĩ trí nhân nhi dịch cường bạo, bồ đằng chi đình khu điện xiết, trà lân chi trúc phá khôi phi, sĩ khí dĩ chi ít tăng, quân thanh dĩ chi đại chấn, trần trí sơn thọ văn phong nhi trị phách, lý an phương chính, giả tức dĩ thâu sinh, thừa thắng trường khu, tây kinh ký vi ngã hữu, tuyển phong tiến thủ, đông đô tận phục cự vương, ninh kiều chi huyết thành xuyên, lưu tinh vạn lý, tụy động chi thi tích giả, di xú thiên niên, trần hiệp tặc chi phúc tâm, ký kiêu kỳ thủ, lý lượng tặc chi gian đố, hữu bọc quyết thi, vương thông lý loạn nhi phần giả ít phần, mã anh cứu đấu nhi nộ giả ít nộ, bỉ tri cùng nhi lực tận, thúc thủ đãi vong, ngã mưu phạt nhi tâm công, bất chiến tự khuất, vị bị tất dịch tâm nhi cải lự, khởi ý phục tác nghiệt dĩ tốc cô, chấp nhất kỹ chi kiến, dĩ giá họa ư tha nhân, tham nhất thì chi công, dĩ di tiếu ư thiên hạ, toại lệnh tuyên đức chi dạo đồng, độc binh vô yếm, nhân mệnh thạnh thăng chi nhụ tướng, dĩ du cứ phần, đinh mùi cửu nguyệt, liễu thăng toại dẫn binh do khâu ôn nhi tiến, bản niên bản nguyệt, mộc thạch diệt phân đồ tự vân nam nhi lai, dư tiền ký tuyển binh tắc hiểm dĩ tồi kỳ phong, dư hậu tái điều binh tiệt lộ dĩ đoạn kỳ thực, bản nguyệt thập bát nhật, liễu thăng vi ngã quân sở công, kế đọa ư chi lăng chi giả, bản nguyệt nhị thập nhật, liễu thăng vi ngã quân sở bại, thân tử ư mã yên chi sơn, nhị thập ngũ nhật, bảo định bá lương minh trận hãm nhi tán khu, nhị thập bát nhật, thượng thư lý khánh kế cùng nhi vẫn thủ, ngã toại nghinh nhận nhi giải, bỉ tự đảo qua tương công, kế nhi tứ diện thiêm binh dĩ bao vi, kỳ dĩ thập nguyệt trung tuần nhi điển diệt, viên tuyển tỳ hưu chi sĩ, thân mệnh trảo nha chi thần, ẩm tượng nhi hà thủy can, ma đao nhi sơn thạch huyết, nhất cổ khi kình khô ngạc đoạn, tái cổ nhi điểu tán quân kinh, quyết hội nghị ư băng đê, chấn cương phong ư cảo điệp, đô đốc thôi tụ tất hàng nhi tống khoản, thượng thư hoàng phúc diện phược dĩ tự cầm, cương thi tắc lạng giang, lạng sơn chi đồ, chiến huyết xích xương giang, bình thang chi thủy, phong vân vị chi biến sắc, nhật nguyệt thảm dĩ vô quan, kỳ vân nam binh vi ngã quân sở ách ư lê hoa, tự động nghi hư hát nhi tiên dĩ phá đảm, kỳ mộc thập chúng văn thăng, quân đại bại ư cần trạm, toại lận tạ bôn hội nhi cận đắc thoát thân, lãnh câu chi huyết sử phiêu, giang thủy vị chi ô yết, đan xá chi thi sơn tích, giả thảo vị chi ân hồng, lưỡng lộ cứu binh, ký bất tuyền chủng nhi câu bại, các thành cùng khấu, diệt tương giải giáp dĩ xuất hàng, tặc thủ thành cầm, bỉ ký điệu ngã hổ khất liên chi vĩ, thần vũ bất sát, dư diệt thể thượng đế hiếu sinh chi tâm, tham tướng phương chính, nội quan mã kỳ, tiên cấp hạm ngũ bách dư sư, ký độ hải nhi do thả hồn phi phách tán, tổng binh vương thông, tham chính mã anh, hữu cấp mã sổ thiên dư thất, dĩ hoàng quốc nhi ít tự cổ lập tâm kinh, bỉ ký úy tử tham sinh, nhi tu hiếu hữu thành, dư dĩ toàn quân vi thượng, nhi dục dân đắc tức, phi duy kế mưu chi cực kỳ thâm viễn, cái diệt cổ kim chi sở vị kiến văn, xã tắc dĩ chi điện an, sơn xuyên dĩ chi cải quán, kiền khôn ký bỉ nhi phục thái,
nhật nguyệt ký hối nhi phục minh, vu dĩ khai vạn thế thái bình chi cơ, vu dĩ tuyết thiên cổ vô cùng chi sĩ, thị do thiên địa tổ tông chi linh, hữu dĩ mặt tương âm hữu, nhi trí nhiên giả. Ô hô, nhất nhung đại định, ngực thành vô cạnh chi công, tứ hải vĩnh thanh, đảng bố duy tân chi cáo, bá cáo hà nhĩ, hàm sử văn tri.